Melia xin chào tất cả các chị khách hàng ạ. Ngày hôm nay thì em Trà sẽ mang đến cho mình một cái thiết kế, một cái trang phục phải nói là dân công sở chính hiệu các chị mình nha. Nếu như mà chị nào là cô nàng đam mê thời trang, yêu thích thời trang đúng không ạ? Hoặc là giống như em Trà này rất là yêu những cái đẹp các chị mình, thì đây là một cái trang phục không thể bỏ lỡ các chị mình nhá. Thiết kế này thì mình sẽ gồm có hai item giúp em nha. Có một bạn chân váy bút chì thon gọn, vóc dáng cho mình có một cái đôi chân nhìn rất là mảnh mai, nhẹ nhàng thon gọn đúng các chị. Và kết hợp với một bạn áo, thiết kế áo thì sẽ là dáng áo peplum, có cái phần hông đánh cho em sẽ là chất li eo rất là mignon các chị em mình nha. Bạn này ngày hôm nay thì sẽ là một trong những cái phiên bản em Trà thấy là cầu kỳ nhất, chính là cái phần cổ. Thiết kế cổ bạn này thì sẽ là cổ giống như là hình vòng cung với các chị mình. Một chút duyên dáng, một chút thanh lịch nhưng có nét không kém phần quyến rũ các chị em mình nhé. Phong cách bạn này thì em Trà nghĩ là quá là phù hợp với các chị em mình rồi. Và gam màu ngày hôm nay thì sẽ là gam màu xanh lá. Nói đến màu xanh lá nhưng mà không xa lánh các chị mình ạ. Gam màu này mặc lên vô cùng là tôn màu da, thể hiện được phong cách cá tính của mình mỗi ngày. Đến với Melia là mỗi ngày một phong cách các chị em mình nha. Đằng sau bạn này thì sẽ có thể nói là tôn vinh được cả 3 vòng cho mình. Và bây giờ các chị mình ơi, nếu như mình yêu thích sản phẩm này thì đừng ngần ngại có thể bình luận ngay ở phía dưới cho em Trà, hoặc là các chị mình có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage của Melia nhé. Melia thì đang có đến 10 showroom ở các tỉnh thành nên là cái chế độ quyền lợi ưu đãi cho mình rất là lớn các chị mình ạ. Hãy bình luận thật là nhanh ở phía dưới cho em Trà nha.